Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách xử lý để hạn chế rụng bông và tăng cái tỷ lệ đậu trái con trên cây cam sành sau khi ra bông. Thì cái thời điểm xử lý là khi cái vườn chúng ta đang nở bông rộ. Mình sẽ thực hiện theo 3 bước. Thứ nhất là ở dưới gốc thì mình sẽ cho tưới lại cái thuốc bệnh và kích rễ cho cây bằng cái bộ ba hồi sinh hoặc là cái bộ ba dôi neo HC Nutri. Và dinh dưỡng mình cung cấp cho cây lúc này á, là theo cái tỷ lệ là 1:1:1 cộng với canxi bo để giúp cây đậu trái tốt. Cái thứ hai á, là ở trên lá và trên bông á, thì mình phải quản lý được cái đối tượng sâu hại, đặc biệt đó là con bọ chỉ và cái con bọ cánh cứng á, nó cắn bông làm cho chúng ta hư bông. Và cái bệnh á, thì sẽ có cái bệnh tháng thư ở trên bông làm cho thúi bông và cái hiện tượng thúi nhũng ở trên bông. Và đồng thời á, chúng ta nên cung cấp thêm cái lượng dinh dưỡng qua lá cho cây để giúp cây tăng cái khả năng thụ phấn và đậu trái con xanh tốt bằng các cái chất như là canxi, bo, kẽm, lăn, magie. Thì ở đây để giúp cho nông dân tiết kiệm được cái chi phí và cái công lao động á, thì mình sẽ cho phun kết hợp đồng loạt các cái sản phẩm quản lý sâu bệnh và dinh dưỡng luôn một lúc. Đó chính là cái sản phẩm Cibo cộng với copper canxi hoặc là cấp mắt cộng với thuốc sâu gầy phun đồng loạt, phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần để giúp quản lý sâu bệnh và cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây. Và cái cuối cùng á, là chúng ta nên giữ được cái độ ẩm trong vườn tốt. Và đồng thời chúng ta nên thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm cái dịch bệnh và nên gung bông để giúp cho cái cây đậu trái tốt. Thì đây là cái kết quả mình đã xử lý, thì mời mọi người theo dõi.